mình nước canh của mình lên một triệu vào đâu. 30 tuổi chưa một người theo đuổi là đây các bác ạ. Hôm nay thì trân trọng kính mời các bác vào dự sinh nhật online cùng với mẹ cháu nào. Ngồi nghĩ mà giật mình thon thót. Ấy vậy mà cũng đã 30 tuổi đầu rồi đấy các bác. Tuổi này như người ta là đã làm ông nọ bà kia hết rồi đấy. Thế mà mẹ cháu vẫn còn đang tung tăng hí hửng thế này. Nhiều lúc thấy là cứ còn chầu chậu làm sao ấy. Vì cũng mới chuyển bộ phận ấy nên đoán là mọi người sẽ không biết, nên cũng chẳng có chuẩn bị gì cả. Thế mà ai ngờ đến công ty một cái là hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn. Chị là chị chân thành cảm ơn mấy đứa em vui nha. Sinh nhật năm nay mẹ cháu chả ước gì nhiều, chỉ ước có được 1 triệu follow trên TikTok đây này các bác ơi. Thế nên là bác nào mà đang xem thì nhớ follow ủng hộ cho mẹ cháu để điều ước thành hiện thực nha. Ước thì ước vui vậy thôi, chứ mẹ cháu biết là chặng đường gian nan phía trước vẫn còn dài lắm, mà nhất là phải kiên trì nữa. Mọi nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng phải không mọi người? Thế nên là ta cứ kiên trì bền bỉ, đến đâu hay đến đấy, cứ vui là chính. Đây là nơi lưu lại khoảnh khắc của cả nhà ta mà. Mà kể ra từ hồi biết làm top top, mẹ cháu mới có nhiều chuyện để mà kể. Xong thỉnh thoảng lôi ra cho ông con xem, ông ấy cười khinh khách ấy. Nghĩ mà cũng vui lắm, coi như là một nơi lưu trữ kỷ niệm của cả gia đình. Quay lại cái chủ đề của tuổi 30, thì sinh nhật ngày hôm nay mẹ cháu có quá nhiều bất ngờ mọi người ạ. Đúng là bất ngờ từ sáng đến đêm luôn. Chuyện là bình thường nhà cháu mà có sinh nhật thì kiểu gì là cũng đi ăn hàng. Nhưng mà lại hôm qua mới được dì mời đi ăn ốc ở ngoài nhà hàng xong. Thế nên hôm nay mẹ cháu cũng bảo thôi, ừ thì ở nhà ăn uống đơn giản, rồi tối đi uống cà phê cà pháo tí. Thế mà hay cái, về đến nhà là dì cháu là quá bất ngờ. Chả biết là bố Lượng với dì đã bàn nhau từ cái hồi nào. Thế mà hôm nay về, mâm cao cỗ đầy đã chờ mẹ cháu sẵn rồi. Lại còn có cả bánh luôn, quá là bất ngờ. Ông con thì được cái tập bài Happy Birthday từ ngày này qua ngày khác. Thế nên hôm nay hát sinh nhật tặng mẹ là cứ gọi là quá là mượt luôn. Mà hai cái, hôm nay ông ấy biết sinh nhật mẹ nên là mịn mẹ gớm cơ. Mẹ về đến nhà là ôm hôn thắm thiết. Dăm ba cái thủ tục thổi nến cắt bánh, check in chụp choẹt dấu ngạo các kiểu đã xong. Thế là nhà cháu bắt đầu chuyển sang cái thực đơn chính. Thầy bảo là dì sáng nay phải dậy sớm đi chợ mà nhà không có xe. Thế là dì phải đi bộ mấy cây số trời. Đúng là yêu thương dì lắm cơ. Mẹ cháu là trân trọng cảm ơn dì Diệu nha. Vậy là tuổi 30 chào đón mẹ cháu bằng hàng loạt những bất ngờ và những sự yêu thương. Cứ vui vẻ và được mọi người yêu thương thế này, có khi mẹ cháu lại ước một năm có lấy vài cái ngày sinh nhật cho nó thỏa cái niềm đam mê. Thôi, bây giờ nhà ta là đi bắt đầu bước vào tiệc chính thôi nhỉ. Hẹn mọi người ở vlog sau nha. Bye bye! Đúng tay rồi.